Ba loại thực phẩm đưa miệng là vua rút cạn canxi, tiêu thụ càng nhiều thì xương càng mềm như xốp. Những loại thực phẩm này sẽ làm cạn kiệt canxi trong cơ thể bạn nếu dùng nạp quá thường xuyên. Canxi là một chất giữ vai trò quan trọng trong cơ thể con người. Nếu không được cung ứng đủ lượng canxi theo khuyến nghị sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy cho sức khỏe. Bởi canxi không chỉ quyết định tình trạng của xương, răng mà còn cần thiết cho hoạt động của thần kinh cơ, tim và quá trình đông máu. Do đó, việc bổ sung canxi đầy đủ cho cơ thể là thực sự cần thiết. Bổ sung canxi thông qua chế độ ăn uống cũng là phương pháp hiệu quả, tác động rất lớn đến lượng canxi trong cơ thể. Tuy nhiên, bên cạnh nhiều loại thực phẩm giúp nạp canxi, mọi người cũng nên chú ý đến những loại đang làm cạn kiệt chúng nếu dùng nạp quá thường xuyên. Dưới đây là ba loại thực phẩm như thế. 1. Hạt dưa. Nếu thường xuyên ăn nhiều hạt dưa sẽ làm tăng gánh nặng không đáng có và gây hại cho xương. 100g hạt dưa khô cung cấp 47g chất béo, trong đó khoảng 17% là các chất béo bão hòa. Còn lại là chất béo không bão hòa và omega 6. Vì hạt dưa có nhiều chất béo và calo sẽ ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ canxi của xương, đồng thời nó cũng làm tổn thương các tế bào mô mềm, làm cho mật độ xương ngày càng thấp, gây ra chứng loãng xương. 2. Cà phê. Nhiều người thường có sở thích uống cà phê mỗi ngày, tuy nhiên thói quen này lâu dài có thể gây ảnh hưởng đến lượng canxi trong cơ thể. Nguyên nhân là vì cà phê có chứa rất nhiều cà phê in có tính kích thích, gây ảnh hưởng đến sự hấp thu canxi ở ruột và tăng tốc độ bài tiết canxi ra khởi cơ thể. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Orthopa, The Research, tạp chí phẫu thuật trình hình và nghiên cứu vào năm 2006, cà phê in có thể làm cho các tế bào xương, những tế bào có liên quan trong việc hình thành xương mới hoạt động kém hiệu quả. Do đó, bạn không nên tiêu thụ cà phê quá nhiều. Nếu uống thì nên cho thêm sữa vì cà phê sữa có thể giúp chống lại các tính chất loại bỏ canxi của caffeine. 3. Thực phẩm giàu axit oxalic. 4 thực phẩm là vua canxi nên bổ sung cho cơ thể. Khi nhắc đến những thực phẩm giàu canxi, ai trong chúng ta cũng đều nghĩ đến sữa, trứng. Tuy nhiên, vẫn còn một loại thực phẩm rẻ và nhiều canxi hơn hai loại kể trên mà ít người biết đến. Một, Đậu đen Đậu đen là một trong những thực phẩm được mệnh danh là chiến thần giàu canxi. Theo đó, cứ 100g đậu đen sẽ chứa 224mg canxi và hàm lượng canxi trong loại đậu này còn cao hơn đậu nành nhiều lần. Bên cạnh đó, các thành phần hợp chất phốt pho, sắt, magie, mangan, đồng và kẽm trong đậu đen đều góp phần xây dựng và duy trì cấu trúc xương cũng như sức mạnh của xương. Do đó, nếu muốn xương chắc khỏe thì bên cạnh việc bổ sung canxi từ đậu nành, bạn cũng có thể thêm đậu đen vào thực đơn bổ dưỡng hàng ngày cho sức khỏe. 1. Dòng biển không thể không nhắc đến rong biển trong danh sách thực phẩm bổ sung canxi. Theo đó, cứ 100g rong biển có chứa 241mg canxi. Có thể thấy, hàm lượng canxi trong rong biển còn cao hơn đậu đen. Bên cạnh đó, nó còn cung cấp các vitamin và khoáng chất cần thiết để thúc đẩy xương chắc khỏe hơn. Đặc biệt, vitamin K trong loại thực phẩm này còn giúp làm giảm nguy cơ gãy xương ở những người bị loãng xương từ trước. Vì vậy, hãy bổ sung thêm rong biển vào thực đơn mỗi ngày để tăng sự phát triển và ngăn ngừa bệnh loãng xương. 2. Cải xoăn Cải xoăn là loại rau ăn lá có màu xanh đậm với nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe. Đây là thực phẩm chứa nhiều canxi hơn, 90g mỗi khẩu phần và cũng dễ hấp thu hơn so với sữa. Bên cạnh đó, vitamin K trong cải xoăn giúp kích hoạt một số protein và tạo cho chúng khả năng liên kết canxi, tích tụ canxi vào trong xương. Vì vậy, loại thực phẩm này cũng là ba Mè đen các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng cứ 104g sữa chứa khoảng 100mg canxi, trong khi hàm lượng canxi trong mè đen lên đến 780mg, cao gấp hơn 7 lần sữa. Không chỉ là thực phẩm tốt để bổ sung canxi cho cơ thể, mè đen còn đem đến nhiều tác dụng khác đối với sức khỏe. Nổi bật là có thể dưỡng khí, làm ẩm ngũ tạng, dưỡng khí phổi, có tác dụng phòng ngừa nhất định bệnh loãng xương. Người trung niên và người già thường xuyên ăn nó sẽ giúp xương chắc khỏe, tay chân chắc khỏe. Tổng hợp Loại quả giàu vitamin C gấp 21 lần táo, không chỉ có công dụng tăng sinh collagen mà còn giúp hạ đường huyết nhanh. Loại quả này cũng rất giàu vitamin E nên có khả năng làm giảm nếp nhăn, giảm tác hại của tia cực tím, tác nhân gây ung thư da. Mùa thu là mùa thu hoạch của rất nhiều loại trái cây, rau củ thơm ngon, trong đó có cả quả kiwi. Loại quả này có vị chua ngọt cân bằng, lại có giá trị dinh dưỡng vượt trội. Theo dữ liệu trong bảng thành phần thực phẩm Trung Quốc, hàm lượng vitamin C trong quả kiwi gần gấp đôi cam và gần 21 lần so với táo. Ăn kiwi, cơ thể sẽ nhận được những món quà tuyệt vời nào. Ăn trái kiwi thường xuyên tốt cho làn da. Sở dĩ là bởi vitamin C trong kiwi giúp sản xuất collagen, liên kết các cấu trúc cơ thể với nhau, mô liên kết, sụn khớp, dây chẳng, làm cho làn da săn chắc, chống chảy xệ. Không những thế, trong quả kiwi còn có chứa hơn 80 hoạt chất sinh học thiên nhiên giúp làm đẹp da. Kiwi cũng rất giàu vitamin E nên có khả năng làm giảm bớt, xóa mờ nếp nhăn và giảm tác hại của tia cực tím, tác nhân gây ung thư da. Loại quả này cũng rất tốt cho những người bị táo bón, chất xơ của trái ở mức 3g trên 100g. Quả kiwi còn chứa một loại ấy gọi là actinidin có thể kích thích sự vận động của đường tiêu hóa, có lợi cho việc giảm táo bón. Ngoài ra, kiwi rất giàu khoáng chất như canxi, phốt pho, sắt, caroten và nhiều loại vitamin sau khi tiêu thụ cơ thể sẽ nhận được rất nhiều lợi ích cho hệ miễn dịch. Trong quả kiwi có chứa lượng rôm dồi dào, chất này có thể kích thích tế bào sản xuất insulin từ đó rất có lợi trong việc điều trị bệnh tiểu đường. Thêm vào đó, chất inosơ tổ dồi dào trong trái kiwi có thể điều chỉnh sự chuyển hóa đường, do đó làm giảm lượng đường trong máu. Thói quen ăn trái kiwi còn giúp tăng cường tái tạo mô liên kết bảo vệ các khớp, giúp hệ xương cứng chắc hơn. Đặc biệt, ăn kiwi vào mỗi buổi sáng có hiệu quả tương tự như thuốc Aspirin đối với tim mạch, giảm hiện tượng tắc nghẽn mạch máu mà không có tác dụng phụ như gây viêm nhiễm và chảy máu đường ruột. Kiwi cũng là loại quả cung cấp folate cho phụ nữ mang thai. Phụ nữ mang thai cần khoảng 400-800mg cho sự phát triển khỏe mạnh của thai nhi trong giai đoạn đầu thai kỳ. Trong khi đó, ăn kiwi sẽ cung cấp cho bạn một nguồn folate. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích việc ăn luôn vỏ kiwi sau khi đã rửa thật sạch và trà hết lớp lông bên ngoài lý do bởi chất sơ ở vỏ rất tốt cho sức khỏe với điều kiện vỏ không có thuốc trừ sâu hoặc hóa chất bảo quản lưu ý khi bảo quản và ăn kiwi cách làm chín kiwi tốt nhất đó là cho chúng vào thùng gạo hoặc để gần chuối hoặc táo lượng lớn etilen do táo hoặc chuối tiết ra có thể làm chín kiwi nhanh chóng khi kiwi chín bạn có thể cho chúng vào tủ lạnh và ăn dần kiwi có tính lạnh những người tỳ vị hư yếu dễ bị đau bụng tiêu chảy nếu ăn quá nhiều kiwi kị ăn cùng cua Lý do bởi cua có chứa các hợp chất asnic pentavalent vô hại đối với cơ thể con người, nhưng nếu kết hợp với vitamin C trong kiwi trong thời gian dài khiến cơ thể bị ngộ độc. Kiwi cũng kỵ sử dụng cùng sữa bò. Vitamin C của kiwi khi kết hợp với protein trong sữa bò sẽ kết tủa. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến hấp thu mà còn khiến cơ thể xuất hiện những triệu chứng khó chịu, đau bụng, tiêu chảy. Người gặp các vấn đề về lá lách, dạ dày thì không nên ăn quả kiwi vì có thể dẫn đến các triệu chứng đau bụng, trào ngược axit và ợ chua. Lương y bật mí một bộ phận của lợn cực tốt cho sinh lý đàn ông, vợ biết cách tẩm bổ chồng sẽ sung mãn. Phần này của lợn có tác dụng bổ khí, dưỡng huyết, hỗ trợ chứng thận hư, liệt dương, xuất tinh sớm, trị bất lực cho đàn ông bằng đuôi lợn. Sinh lý phái mạnh có thể được cải thiện thông qua dinh dưỡng hàng ngày. Trong đông y, chứng bất lực ở nam giới có thể điều trị theo phép bổ thận lương y đa khoa bùi đắc sáng hội đông y hà nội cho rằng các cặp vợ chồng có thể sử dụng các nguyên liệu rất quen thuộc trong cuộc sống như thịt vịt tôm nõn đuôi lợn để chế biến thành các bài thuốc chữa liệt dương xuất tinh sớm di tinh đuôi lợn cũng là một trong những bộ phận quý giá nhất của con lợn mỗi con lợn chỉ có một chiếc đuôi nhỏ vì thế không phải lúc nào cũng sẵn có để mua tuy nhiên nếu mua được đuôi lợn thì vừa chế biến được nhiều món ăn dai giòn thơm ngon lại còn bồi bổ cho sức khỏe theo đông y, đuôi lợn có tác dụng bổ khí, dưỡng huyết, hỗ trợ chứng thận hư, liệt dương, xuất tinh sớm. Bài thuốc trên món ăn tốt cho sinh lý đàn ông từ đuôi lợn như sau. Bài 1. Chuẩn bị 250g đuôi lợn, 250g tục đoạn, 250g đỗ trọng. Cách làm, đuôi lợn sơ chế sạch rồi đem hầm như cùng hai vị thuốc trên. Ăn liên tục trong 7 ngày sẽ có tác dụng bổ chung, ích khí, cương cử mạnh, khỏi bệnh di tình. Bài 2. Chuẩn bị đuôi lợn 100g, chân bì một miếng, hạch đào 10 hạt bỏ vỏ, lạc 10 hạt, muối ăn. Cách làm, đuôi lợn làm sạch, chặt từng khúc ngắn. Đun nước sôi rồi thả đuôi lợn, chân bì, hạch đào, lạc đậy kiến giảm lửa hầm nhừ, ăn nóng. Ngoài ra, từ nguyên liệu là đuôi lợn, chúng ta có thể làm nên nhiều món ăn trên bài thuốc có tác dụng chữa đau lưng, mệt mỏi, ù tai. Các món có tác dụng trị bệnh từ đuôi lợn có thể nói đến là canh đuôi lợn với lạc, canh hạt rẻ đuôi lợn, canh đuôi lợn nấu cùng đào và lạc. Hai lợi ích quan trọng của đuôi lợn đối với chị em phụ nữ. Một, giúp phụ nữ có bộ ngực săn chắc hơn. Nếu muốn thưởng thức một món ăn có tác dụng cải thiện tình trạng chảy xệ của núi đôi, chị em nhất định phải nhớ tới món đuôi lợn. Lý do bởi bộ phận này có chứa lượng protein cao giúp tăng cơ, làm săn chắc cơ, cải thiện vòng ngực. Hơn nữa collagen dồi dào trong đuôi lợn khiến ngực phát triển, giúp chúng căng tròn hơn. 2. Cung cấp lượng collagen dồi dào cho phụ nữ. Đuôi lợn chủ yếu là da, sụn, gần. Do đó nó có chứa nguồn collagen dồi dào. Việc ăn đuôi lợn sẽ giúp collagen trong cơ thể được bổ sung, giúp làm chậm quá trình da nhăn nheo, khô héo, giúp da trắng sáng, đàn hồi tốt và dẻo dai hơn. Đồng thời, collagen còn giúp bồi bổ cho xương khớp, giúp móng khỏe, tóc mượt mà hơn. Không những vậy, hàm lượng chất béo trong da lợn lại không cao như thịt lợn, do đó không gây tăng cân nhanh nếu như thưởng thức ở liều lượng phù hợp. Lưu ý, người cao huyết áp, tim mạch, béo phì thì ăn càng ít đuôi lợn càng tốt vì lớp mỡ trong đuôi lợn chứa nhiều cholesterol có thể khiến bệnh thêm trầm trọng. Mỗi tuần chỉ nên ăn món đuôi lợn một lần, không nên quá lạm dụng món ăn này. Còn tùy vào cơ địa và thể trạng mỗi người mà bài thuốc sẽ có những tác dụng sớm hay muộn. Mọi người không nên lạm dụng những bài thuốc này mà nên thực hiện theo liều dùng của lương y để đạt hiệu quả những tốt nhất. Những thực phẩm nhất. đại kỵ với dưa hấu, tuyệt đối không ăn chung kẻo ngộ độc, suy nhược lá lách. Dưa hấu là loại quả chứa nhiều vitamin và chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe như vitamin A. B6, c cali copen và Citrulline. Tuy nhiên, không phải ai ăn dưa hấu cũng tốt và không phải ai cũng biết ăn dưa hấu đúng cách. Dưa hấu có khoảng 92% nước, không chỉ có hương vị tuyệt vời mà còn có rất nhiều lợi ích sức khỏe và sắc đẹp. Loại quả này không chứa chất béo và là nguồn vitamin A, B6 và C tuyệt vời, chứa kali và các hóa chất thực vật có lợi như lycopene và citrulline. Hàm lượng chất xơ trong dưa hấu rất tốt cho giảm cân. Loại trái cây thịt đỏ này tuy tốt cho sức khỏe nhưng nếu tiêu thụ quá nhiều hoặc với một số người mắc bệnh, ăn dưa hấu có thể sẽ gây ra một số tác dụng phụ nguy hiểm cho cơ thể. Những người không nên ăn dưa hấu, người viêm loét dạ dày. Bệnh viêm loét dạ dày được đông y cho là do âm suy, nóng trong gây nên. Do dưa hấu có tác dụng lợi tiểu, người viêm loét dạ dày nếu ăn nhiều dưa hấu có thể làm cho toàn bộ phần nước cần thiết để phục hồi chỗ viêm loét bị đào thải ra ngoài, khiến tình trạng bệnh thêm kéo dài, người chức năng thận kém. Thận hoạt động kém làm cho chức năng bài tiết nước trong cơ thể giảm, dễ gây phù chi dưới và toàn thân. Người mắc bệnh thận nếu ăn quá nhiều dưa hấu sẽ gây ra tình trạng hấp thụ nước mà không kịp đào thải, do đó lượng nước tích trữ quá nhiều trong cơ thể. Thể tích máu tăng cao, gây ra chứng phù nhanh và dễ suy tim cấp tính. Người mắc bệnh tiểu đường Người mắc bệnh tiểu đường nên ăn ít dưa hấu. Trong dưa hấu có 5% các loại đường, do đó ăn dưa hấu làm tăng lượng đường trong máu. Người bình thường do kịp thời phân dịch tuyến insulin nên đường trong máu, đường trong ống tiết niệu duy trì ở trạng thái bình thường. Còn người mắc bệnh tiểu đường do tuyến insulin hoạt động kém nên ăn dưa hấu sẽ làm tăng đường trong máu, nếu tình hình bệnh nặng có thể gây rối loạn trao đổi chất. Vì thế, người mắc bệnh tiểu đường nên hạn chế lượng đường hấp thụ mỗi ngày. Nếu ăn quá nhiều dưa hấu trong một ngày thì nên giảm lượng đường trong các thực phẩm khác để tránh tình trạng bệnh trở thành nghiêm trọng. Sản phụ Sản phụ ăn nhiều dưa hấu dễ gây tổn thương tỳ vị bởi thể chất của sản phụ tương đối kém và suy nhược. Đây là điều mà các sản phụ cần đặc biệt lưu ý và không nên ăn nhiều dưa hấu. Người bị cảm lạnh, dưa hấu là loại quả có tính hàn, giải nhiệt, được chế biến thành nước giải khát trong mùa hè mà rất nhiều người ưa thích. Đây là loại đồ uống thanh nhiệt rất tốt. Tuy nhiên, đối với người bị cảm lạnh, khi nhiệt độ cơ thể bị giảm xuống ở mức bình thường mà vẫn ăn dưa hấu thì sẽ làm cho cơ thể lạnh thêm, dẫn đến triệu chứng sốt cao, khát nước đau họng nặng hơn loét miệng theo quan niệm của đông y nguyên nhân gây bệnh viêm loét miệng là do âm suy nội nhiệt suy hỏa thượng lúc này nếu ăn quá nhiều dưa hấu sẽ làm lượng nước trong cơ thể bị bài tiết ra ngoài nhanh chóng gây thiếu nước ở khoang miệng làm cho miệng khô nóng trong khó điều trị bệnh tận gốc những thực phẩm đại kỵ với dưa hấu tuyệt đối không nên ăn chung thịt dê Thịt dê có mùi vị thơm ngon và chứa nhiều chất dinh dưỡng, nên được chế biến thành nhiều với món với công dụng bổ dưỡng cho sức và giúp cơ thể giữ ấm tự nhiên. Tuy nhiên, sau khi ăn thịt, dê và bạn chám miệng bằng dưa hấu thì sẽ dễ gây ra những hậu quả ngoài mong muốn. Bởi vì thịt dê mang tính nóng, vị ngọt còn dưa hấu lại là tính lạnh, việc kết hợp sẽ bị tổn thương khí, khiến bên trong cơ thể không thích nghi được tính nóng, lạnh cùng một lúc, gây ra các triệu chứng về rối loại tiêu hóa, đau dạ dày và nặng hơn là dẫn tới ngộ độc thực phẩm. Các loại thịt chứa lượng đạm cao, thịt là món ăn phổ biến, vì thế mà nhiều lúc vô ý bạn kết hợp thịt với dưa hấu trong một bữa ăn, điều này lại vô tình khiến chất dinh dưỡng trong cả hai loại thực phẩm bị giảm đi và còn ảnh hưởng tới sức khỏe. Lý do bởi vì thịt có tính nóng, nhiều protein khi kết hợp với dưa hấu có tính lạnh và chiếm tới 94% là nước. Với lượng nước lớn như vậy, nó sẽ làm loãng các chất dinh dưỡng, đặc biệt là protein khiến dịch dạ dày tăng lên, gây khó tiêu và ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa bên cạnh đó nó còn rất nguy hiểm với những ai đang mắc chứng bệnh suy nhược lá lách, chuối. bạn không nên kết hợp chuối với dưa hấu bởi vì trong dưa hấu có hàm lượng đường cao, giàu kali và chuối cũng rất giàu kali. việc sử dụng hai loại trái cây này sẽ khiến cơ thể dung nạp quá nhiều kali và không thể tiêu thụ hết được. đối với những người suy thận vì kali được thải qua nước tiểu. khi suy thận kali bị ứ đọng trong cơ thể và khiến kali trong máu tăng cao trên 6,5 mmol từ đó có thể làm tim loạn nhịp, dẫn tới ngừng tim đột ngột gây tử vong bất cứ lúc nào mà không có triệu chứng báo trước hải sản hải sản vốn dĩ đã có sẵn tính hàn do đó khi ăn tốt nhất nên tránh ăn kèm với những thực phẩm mang tính hàn như dưa hấu bên cạnh đó theo đông y hải sản có chứa nhiều loại protein bổ dưỡng nhưng cũng có những protein lạ khi ăn hải sản cùng với dưa hấu có tính lạnh vào cơ thể sẽ tạo ra những kháng nguyên gây ra các triệu chứng chứng bụng khó tiêu đầy hơi đặc biệt là cũng có thể gây ngộ độc như da nổi mẩn đỏ ngứa khó thở Sữa chua Sữa chua chứa nhiều lợi khuẩn tốt cho điều hòa ruột, còn dưa hấu là nguồn cấp vitamin và chất xơ rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu hai thực phẩm này kết hợp lại sẽ gây đầy bụng, khó tiêu, bởi vitamin C chiếm tỷ lệ lớn trong dưa hấu, có vai trò là một chất chống oxy hóa, giúp cải thiện sức khỏe làn da và tăng cường chức năng của hệ miễn dịch. Khi kết hợp sữa chua với vitamin C trong dưa hấu sẽ đẩy lượng axit lên cao dễ gây hại cho người bị đau dạ dày. Lâu ngày với sự kết hợp này sẽ ảnh hưởng và ăn mòn thành dạ dày gây ra các bệnh về dạ dày, đường ruột, gây rối loạn tiêu hóa và nặng hơn là bị ngộ độc thực phẩm. Kem, dưa hấu và kem sẽ gây ảnh hưởng không tốt với sức khỏe như bị rối loạn tiêu hóa, đau bụng, bởi vì dưa hấu có tính hàn. Lạnh khi kết hợp với kem lạnh sẽ tăng thêm mức độ lạnh bên trong cơ thể. Nhiệt độ bên trong cơ thể vốn ổn định, khi gặp thực phẩm lạnh đột ngột sẽ khiến cơ thể bị tê cứng, không kịp thích nghi vì thế sẽ hỗn loạn và dẫn tới bị rối loạn tiêu hóa lạo xạo trong bụng